Trời ơi trời, thì đã cho về quý mất rồi. Các con gọi cha, các cháu gọi ông, lúc này đây cha nơi đâu? Ôi cha ơi, vợ chồng con là chồng là Hằng cùng hai cháu là Kim Anh cùng cháu Vinh, xin tha thở đôi ba nội. Con gọi cha đây, cha phúc cháu con đi. Cháu con lúc này đấy thương và nhớ cha nhiều lắm cha ơi. Cha bỏ đi đâu đã hết một ngày dài rồi, sao cha chẳng trở về? Cha ơi, chỉ còn lại có đêm hôm nay nữa mà tôi đã đến đi biển sau cuối cuộc đời. Cho nên chiều ngày mai cha phải đi xa mất rồi, mãi mãi từ đây. Ơi cha ơi, lòng con xót già con đau, xin cầu chúc cho cha ra đi được siêu thoát đi, quay về nhà hàng. Xin bài đem viếng của gia đình anh cư Cúc ở Bình Dương và làm lễ thắp nhang, xin chồng bày. Cha quá linh thiêng hãy về, chúng ta trả độ thì cho các con nè, các cháu trong gia đình luôn mãi được bình an. Hôm nay cha ra đi về nơi ấy vinh hằng ngàn thuan giấc ngủ, từ nay cháu con thì còn đâu thấy bóng dáng nụ cười của cha của ông như những mỗi ngày. Bóng dáng hiền hòa của cha của ông nữa rồi. Cha ơi, lúc nào cha cũng bảo rằng cha thương các con, cha thương các cháu. Vậy mà sao ngày hôm qua cha nỡ dứt tình, cha bỏ các con, cha bỏ các cháu, cha đi xa không chăng chối một điều. Cha ơi, ông nội ơi, giờ này đấy gia đình con là trọng là Hằng cùng các cháu xin than thở đôi ba nội. Con gọi cha ơi, cha nơi đó lúc vì này. Cha có nghe thấy tiếng thầy con, các cháu vẫn đủ đầy, sao cha chẳng ở, cha bỏ đi đâu chỗ ở đây. Cha ơi, ông ơi, một con ngựa đâu thì ca tàu chỉ có, mà một con đèn tàn tối cả năm gian đi. Từ nay trở ra đi cha ơi, ông nội ơi. Từ nay trở ra đi thì ngập hồ kia xanh quá, là cửa là nhà. Mỗi khi ngày dằm ba tết thì áng cháu con tề tiểu về đây đông đủ, còn đâu thấy tiếng nói nụ cười của cha của ông.
trời. Vừa cái ngày nào gần đây thôi, các con các cháu về bên cha về bên ông thì cha vẫn nói vẫn cười, tâm sự chén nước chén trà đồng khuyên chia sẻ. Vậy mà ngày hôm qua các con về bên cha, các con về bên cha, cha nằm kia trong cố quan tài chưa đóng nắp chặt, mà sao cha chẳng nói điều gì với lại các con ơi. Ôi cha ơi, ôi ông nội cháu là Thúy Anh Hương Sơn con mẹ Thu Trúc và đặc biệt tất cả xin chồng đồng bày. Ôi cha ơi, ông nội ơi, cả đi đôi dòng mà nước mắt đầy vơi, cho các con xin chớ cay vãi vậy, cha có muốn cả thật cha ra đi, cha có linh thiêng cha hãy về, chờ che rồi chúng ta cha ơi đổ chỉ cho các con nè, cả cháu trong gia đình thôn mãi được bình an. Chân ơi, cảm ơn của gia đình sau khi